9. Phẩm tùy hỷ hồi hướng. Lúc bấy giờ Bồ Tát Từ Thị bảo cụ thọ thiện hiện. Nếu Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với các hữu tình có bào công đức, câu hành tùy hỷ các việc phước nghiệp. Nếu Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, lấy sự câu hành tùy hỷ các phước nghiệp, đem cho các hữu tình một cách bình đẳng,